Một cuộc sống viên mãn không chỉ được đếm bằng số năm tuổi thọ. Thay vào đó, một cuộc đời viên mãn là khoảng thời gian bạn sống khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Đây là thông điệp chủ đạo mà California Fitness and Yoga muốn truyền tải thông qua chiến dịch Một Đời Sống Khỏe. Với sự đồng hành của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện tâm điểm là ngày hội California Fitness Festival năm 2023 đã thu hút hơn 400 triệu lượt tương tác trên các nền tảng trực tuyến, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống khỏe, sống hạnh phúc và tích cực đến đông đảo người dân Việt Nam. Thành công ấy cũng sẽ là động lực để California Fitness and Yoga và HTV hứa hẹn tiếp tục mang đến một sự kiện bùng nổ hơn vào năm nay. Điều tâm đắc nhất của tôi là qua sự kiện, ngày càng nhiều người quan tâm hơn đến sức khỏe, đến chất lượng cuộc sống. HTV là người bạn đồng hành tuyệt vời của chúng tôi trong việc lan tỏa những giá trị sống. Hy vọng rằng ở mùa 2 này, thông điệp Kathleen, mỗi người đều có thể trở thành một vận động viên, là phiên bản tốt hơn của chính mình so với ngày hôm qua, sẽ đến gần hơn với công chúng. Sự kiện tâm điểm California Fitness Festival 2024 dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 11, diễn ra trong 3 ngày với nhiều hoạt động mới như Unity Program, kết hợp thể thao cùng âm nhạc điện tử, workshop thân tâm với chủ đề là sức khỏe và đặc biệt là cơ hội lần đầu trải nghiệm Harox, hình thức chạy kết hợp với các bài tập tổng hợp đang là xu hướng của fitness thế giới. Một dịp tuyệt vời để kết nối cộng đồng những người yêu thích thể thao trên cả nước. Đến với mùa 2 của Một Đời Sống Khỏe thì thật sự là Kathleen rất là phấn khích. Lần này chương trình sẽ kết hợp thêm nhiều khía cạnh và nhiều thử thách hơn nữa để các bạn có thể đẩy mình ra khỏi vùng an toàn và đến với những thử thách vui và mới mẻ hơn. Trong khi chờ đến tháng 11 để hòa mình vào bầu không khí sôi động của California Fitness Festival 2024, ngay từ bây giờ, cộng đồng yêu thích tập luyện đã có thể tham gia các chương trình đồng hành cùng Một Đời Sống Khỏe khởi động từ tháng 4 này.